Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì là bồ đề tư lương của Đại Bồ Tát mà các Đại Bồ Tát cần phải đủ bồ đề tư lương như thế mới có thể chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy: Này thiện hiện, tất cả thiện pháp đều là bồ đề tư lương của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát cần phải đủ bồ đề tư lương như thế mới chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì là tất cả thiện pháp mà các Đại Bồ Tát thành tựu các thiện pháp ấy mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy: Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước, nghĩa là nghĩ như thế này, đây là bố thí vân vân, do điều này, vì điều này mà tu bố thí vân vân, ba sự phân biệt chấp trước ấy đều không có, biết tất cả pháp tự tánh là không, do đó việc tu ba la mật đa vì có thể tự làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình, khiến thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn, cho nên nói là thiện pháp, cũng gọi là bồ đề tư lương của Bồ Tát, cũng gọi là đạo Đại Bồ Tát. Chúng Đại Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại tu hành đạo này đã đắc, sẽ đắc và hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng đã, sẽ và hiện khiến hữu tình vượt qua biển lớn sanh tử, chứng vui niết bàn. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước, nghĩa là nghĩ thế này, đây là bốn niệm trụ vân vân, do điều này, vì điều này mà tu bốn niệm trụ vân vân, ba sự phân biệt chấp trước ấy đều không có, biết tất cả pháp tự tánh là không, do việc tu bốn niệm trụ vân vân, có thể tự làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình, khiến thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn, cho nên nói là thiện pháp, cũng gọi là bồ đề tư lương của Bồ Tát, cũng gọi là đạo Đại Bồ Tát. Chúng Đại Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại do hành đạo này nên đã đắc, sẽ đắc và hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng khiến cho hữu tình đã, sẽ và hiện thoát khỏi biển lớn sanh tử, chứng vui niết bàn. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm, an trụ pháp không nội, an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước, nghĩa là nghĩ thế này, đây là pháp không nội vân vân, do điều này, vì điều này mà an trụ pháp không nội vân vân, ba thứ phân biệt chấp trước ấy đều không có, biết tất cả pháp tự tánh không, do việc an trụ pháp không nội vân vân ấy có thể tự làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình, khiến thoát sanh tử, được vui niết bàn, nên nói là thiện pháp, cũng gọi là bồ đề tư lương, cũng gọi là đạo Đại Bồ Tát. Chúng Đại Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại do tu hành đạo này nên đã đắc, sẽ đắc và hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng khiến hữu tình đã, sẽ và hiện thoát khỏi biển lớn sanh tử, chứng vui niết bàn. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo, trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước, nghĩa là nghĩ thế này, đây là thánh đế khổ vân vân, do điều này, vì điều này mà an trụ thánh đế khổ vân vân, ba sự phân biệt chấp trước ấy hoàn toàn không có, biết tất cả pháp tự tánh là không, do đó sự an trụ thánh đế khổ vân vân có thể tự làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình, khiến thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn, cho nên nói là thiện pháp, cũng gọi là bồ đề tư lương của Bồ Tát, cũng gọi là đạo Đại Bồ Tát. Chúng Đại Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại do hành đạo này nên đã đắc, sẽ đắc và hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột.
cũng khiến cho hữu tình đã sẽ và hiện thoát khỏi biển lớn sanh tử, chứng vui niết bàn. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước, nghĩa là nghĩ thế này, đây là bốn tịnh lự, vân vân. Do điều này, vì điều này mà tu bốn tịnh lự, vân vân, ba sự phân biệt chấp trước ấy hoàn toàn không có, biết tất cả pháp tự tánh là không. Do đó, sự tu bốn tịnh lự, vân vân có thể tự làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình, khiến thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn. Cho nên nói là thiện pháp, cũng gọi là bồ đề tư lương của Bồ Tát, cũng gọi là đạo đại Bồ Tát. Chúng đại Bồ Tát quá khứ vị lai hiện tại hành đạo này, nên đã đắc sẽ đắc và hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng khiến cho hữu tình đã sẽ và hiện thoát khỏi biển lớn sanh tử, chứng vui niết bàn. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm tu hành 8 giải thoát, tu hành 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước, nghĩa là nghĩ thế này, đây là 8 giải thoát, vân vân. Do điều này, vì điều này mà tu 8 giải thoát, vân vân, ba sự phân biệt chấp trước ấy hoàn toàn không có, biết tất cả pháp tự tánh là không. Do việc tu 8 giải thoát, vân vân, có thể tự làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình, khiến thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn. Cho nên nói là thiện pháp, cũng gọi là bồ đề tư lương của Bồ Tát, cũng gọi là đạo đại Bồ Tát. Chúng đại Bồ Tát quá khứ vị lai hiện tại hành đạo này, nên đã đắc, sẽ đắc và hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng khiến cho hữu tình đã sẽ và hiện thoát khỏi biển lớn sanh tử, chứng vui niết bàn. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm tu hành pháp môn Đà La Ni, tu hành pháp môn Tam Ma Địa, trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước, nghĩa là nghĩ thế này, đây là pháp môn Đà La Ni, vân vân. Do điều này, vì điều này mà tu pháp môn Đà La Ni, vân vân, ba sự phân biệt chấp trước ấy hoàn toàn không có, biết tất cả pháp tự tánh là không. Do việc tu pháp môn Đà La Ni, vân vân, có thể tự làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình, khiến thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn. Cho nên nói là thiện pháp, cũng gọi là bồ đề tư lương của Bồ Tát, cũng gọi là đạo đại Bồ Tát. Chúng đại Bồ Tát quá khứ vị lai hiện tại hành đạo này, nên đã đắc sẽ đắc và hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng khiến cho hữu tình đã sẽ và hiện thoát khỏi biển lớn sanh tử, chứng vui niết bàn. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước, nghĩa là nghĩ thế này, đây là pháp môn giải thoát không, vân vân. Do điều này, vì điều này mà tu pháp môn giải thoát không, vân vân, ba sự phân biệt chấp trước ấy đều không có, biết tất cả pháp tự tánh không. Do việc tu pháp môn giải thoát không ấy, vân vân, có thể tự làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình, khiến thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn. Cho nên nói là thiện pháp, cũng gọi là bồ đề tư lương của Bồ Tát, cũng gọi là đạo đại Bồ Tát. Chúng đại Bồ Tát quá khứ vị lai hiện tại hành đạo này, nên đã đắc sẽ đắc, hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng khiến cho hữu tình đã sẽ và hiện thoát khỏi biển lớn sanh tử, chứng niết bàn an lạc. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm tu hành bậc cực hỷ, tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước, nghĩa là nghĩ thế này, đây là bậc cực hỷ, vân vân. Do điều này, vì điều này mà tu bậc cực hỷ, vân vân, ba sự phân biệt chấp trước ấy đều không có, biết tất cả pháp tự tánh không. Do việc tu bậc cực hỷ, vân vân, có thể tự làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình, khiến thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn. Cho nên nói là thiện pháp, cũng gọi là bồ đề tư lương của Bồ Tát, cũng gọi là đạo đại Bồ Tát. Chúng đại Bồ Tát quá khứ vị lai hiện tại hành đạo này, nên đã đắc sẽ đắc, hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng khiến cho hữu tình đã sẽ và hiện thoát khỏi biển lớn sanh tử, chứng đắc niết bàn an lạc.
Này thiện hiện, các đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành 5 loại mắt, tu hành 6 phép thần thông, trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước, nghĩa là nghĩ thế này, đây là 5 loại mắt vân vân, do điều này vì điều này mà tu 5 loại mắt vân vân. Ba sự phân biệt chấp trước ấy đều không có, biết tất cả pháp tự tánh không, do việc tu 5 loại mắt vân vân có thể tự làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình, khiến thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn, cho nên nói là thiện pháp, cũng gọi là Bồ Đề Tư Lương của Bồ Tát, cũng gọi là Đạo Đại Bồ Tát. Chúng đại Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại hành đạo này, nên đã đắc, sẽ đắc, hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng khiến cho hữu tình đã, sẽ và hiện thoát khỏi biển lớn sanh tử, chứng đắc niết bàn an lạc. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm tu hành 10 lực Phật, tu hành 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước, nghĩa là nghĩ thế này, đây là 10 lực Phật vân vân, do điều này vì điều này mà tu 10 lực Phật vân vân, ba sự phân biệt chấp trước ấy đều không có, biết tất cả pháp tự tánh không, do việc tu 10 lực Phật vân vân có thể tự làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình, khiến thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn, cho nên nói là thiện pháp, cũng gọi là Bồ Đề Tư Lương của Bồ Tát, cũng gọi là Đạo Đại Bồ Tát. Chúng đại Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại hành đạo này, nên đã đắc, sẽ đắc, hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng khiến cho hữu tình đã, sẽ và hiện thoát khỏi biển lớn sanh tử, chứng đắc niết bàn an lạc. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm, tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước, nghĩa là nghĩ thế này, đây là pháp không quên mất, vân vân, do điều này vì điều này mà tu pháp không quên mất, vân vân, ba sự phân biệt chấp trước ấy đều không có, biết tất cả pháp tự tánh không, do việc tu pháp không quên mất, vân vân này, có thể tự làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình, khiến thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn, cho nên nói là thiện pháp, cũng gọi là Bồ Đề Tư Lương của Bồ Tát, cũng gọi là Đạo Đại Bồ Tát. Chúng đại Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại hành đạo này, nên đã đắc, sẽ đắc, hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng khiến cho hữu tình đã, sẽ và hiện thoát khỏi biển lớn sanh tử, chứng đắc niết bàn an lạc. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, ở trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước, nghĩa là nghĩ thế này, đây là trí nhất thiết, vân vân, do điều này vì điều này mà tu trí nhất thiết, vân vân, ba sự phân biệt chấp trước ấy đều không có, biết tất cả pháp tự tánh không, do việc tu trí nhất thiết, vân vân, có thể tự làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình, khiến thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn, cho nên nói là thiện pháp, cũng gọi là Bồ Đề Tư Lương của Bồ Tát, cũng gọi là Đạo Đại Bồ Tát. Chúng đại Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại hành đạo này, nên đã đắc, sẽ đắc, hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng khiến cho hữu tình đã, sẽ và hiện thoát khỏi biển lớn sanh tử, chứng đắc niết bàn an lạc. Này thiện hiện, nên biết, lại có vô lượng công đức tu hành của các chúng Bồ Tát đều gọi là thiện pháp, cũng gọi là Bồ Đề Tư Lương, cũng gọi là Đạo Đại Bồ Tát. Các đại Bồ Tát cần phải tu thiện pháp thủ thắng như thế, khiến viên mãn cùng tột, mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, cần phải chứng đắc trí nhất thiết trí, rồi mới có thể chuyển bánh xe chánh pháp không sai lạc, khiến các hữu tình giải thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn, cứu cánh thường lạc.